có rất là nhiều bạn làm youtube trên điện thoại di động và các bạn chỉnh sửa video chỉnh sửa hình ảnh ngay trên chính điện thoại di động của các bạn và sau một thời gian làm thì các bạn đã có thu nhập các bạn đã có doanh thu và các bạn có được một cái số tiền kha khá để các bạn mua laptop nè mua máy tính nè và các bạn muốn đem những cái ứng dụng từ điện thoại di động lên máy tính để các bạn thao tác chỉnh sửa nó dễ dàng hơn nhưng các bạn lại chưa biết cách làm và hiểu được cái vấn đề đó cho nên hôm nay để tâm đã làm cái video này <laughs> để hướng dẫn các bạn cái cách tải bất kỳ cái ứng dụng nào trên điện thoại di động để các bạn sử dụng trên máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng hướng dẫn các bạn miễn phí luôn không có thu phí gì các bạn yên tâm kênh này là kênh từ thiện mà vâng xàm tí cho vui thôi ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo thế tâm nhé xin mời ok và bước đầu tiên các bạn sẽ mở cái máy tính hoặc là laptop của mình lên các bạn sẽ truy cập vào cái trình duyệt google chrome hoặc là trình duyệt Cốc Cốc. Và bây giờ hết tâm sẽ mở bằng trình duyệt Cốc Cốc nè. Và bước tiếp theo các bạn sẽ truy cập vào cái trang web Blue Start nè để chúng ta tải cái trình duyệt giả lập về. Ok và bây giờ các bạn sẽ nhấp vào tải Blue Start nè. Và tiếp theo nó sẽ hỏi chúng ta vị trí lưu, các bạn sẽ nhấp vào cái chỗ tải xuống nè. Rồi các bạn nhấn lưu. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái thư mục lên. Các bạn bấm ngay cái phần tải xuống nè. Đó thì các bạn sẽ thấy cái phần mềm Blue Start chúng ta vừa tải về nè giờ các bạn sẽ nhấp vào hai lần ok bước tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cài đặt ngay cái phần mềm giả lập này nó cũng không có nặng lắm nó chỉ khoảng 500 mb thôi các bạn chỉ việc kiếm ly cà phê đá ngồi chừng ba bốn phút là xong ok rất là nhanh chóng và sau khi chúng ta cài đặt xong nó hiện lên một cái giao diện như thế này nó bắt chúng ta đăng nhập cái tài khoản google play nè bây giờ các bạn có thể nhấn vào đăng nhập cái tài khoản google của mình luôn hoặc là các bạn có thể để tôi sẽ thực hiện sau và đây là cái giao diện trung tâm trò chơi để chúng ta tải trò chơi về. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái phần thư viện bên đây nè. Đây là cái thư viện chứa ứng dụng của chúng ta. Thì tại sao chúng ta phải tải cái phần mềm giả lập này để làm gì? Đó để xài được cái ứng dụng trên điện thoại thì bắt buộc các bạn phải tải cái chiếc điện thoại về. Thì cái phần mềm giả lập này nó giống như một cái chiếc điện thoại. Đó bây giờ các bạn muốn cài bất kỳ cái ứng dụng nào thì các bạn chỉ việc vào cửa hàng CH Play nè. Đó, rồi các bạn đăng nhập cái tài khoản Google của mình vào. Các bạn có thể đăng nhập cái tài khoản Google nào cũng được hoặc là các bạn có thể đăng nhập cái tài khoản Google kênh YouTube của mình. Đó, xong các bạn nhấp vào chấp nhận nè. Đó, thì bây giờ các bạn muốn tải cái ứng dụng nào thì các bạn chỉ việc nhập vào cái thanh tìm kiếm này thôi. Nó y chang như cái điện thoại di động như đó. Đó, ví dụ như các bạn muốn tải cái Smarter nè. Đó, thì các bạn nhấp vào cài đặt nè. Đó, rồi xong rất là nhanh chóng. Vì thế Tâm sẽ nhấp vào cái phần trang chủ nè Đó các bạn sẽ thấy cái phần mềm cài Smarter chúng ta vừa cài đặt xong Thì khi các bạn cài bất kỳ cái ứng dụng nào xong thì nó nằm ở thư viện nè Bây giờ chúng ta chỉ việc nhấp vào để chúng ta mở lên thôi Đó các bạn nhấp cho phép nè Xong lướt qua thôi Lướt qua, lướt qua, bắt đầu đây là cái ứng dụng thu phí nè, nó bắt chúng ta trả 91.000 tháng hoặc là 539.000 năm. Ok, giờ tôi không chọn cái nào trong hai cái này chân tôi nhấn ít nè. Đó. Rồi vô. Thì để thêm được cái file video vào cái ứng dụng để chúng ta chỉnh sửa thì rất là đơn giản. Các bạn sẽ mở cái thư mục lên nè. Và các bạn sẽ chọn cái thư mục nào mà chứa video nè. Bây giờ các bạn muốn lấy cái video nào thì các bạn chỉ việc nhấp dính vào cái video đó. đó xong các bạn quăng vô. Như vậy là xong. Đó, giờ quăng vô một cái nữa nè. Ok đó và bây giờ các bạn chỉ việc nhấp vào phương tiện để chúng ta lấy video như bình thường thôi đây cái video có sẵn rồi đây đó hai cái video nãy chúng ta vừa quăng vào nè con ngựa nè ok nè đó thì khi các bạn tải Kai Smarter trong cửa hàng CH Play thì các bạn sẽ bị cái logo của nhà phát hành nè bây giờ hãy tâm sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta tải cái bản miễn phí để các bạn sẽ không bị cái logo của nhà phát hành ok bây giờ chúng ta sẽ xóa cái này đi đó và bây giờ các bạn sẽ xóa cái ứng dụng Kai bằng cách các bạn nhấp dính con chuột vào đây. Đó, xong nó hiện ra cái thùng gác nè. Các bạn nhấp vào cái thùng gác. Xóa. Rồi, xong. Rất là đơn giản. Và sau đó các bạn sẽ truy cập vào cái trang web. Đó, Thế Tâm sẽ để cái đường link trang web này dưới phần mô tả của video. Các bạn chỉ việc nhấp vào nó sẽ ra cái trang giống như vậy. Xong các bạn nhấp vào cái phần download nè. Đó, và các bạn lưu. OK và bây giờ chúng ta sẽ mở cái thư mục lên ngay cái phần tải xuống nè. Đó thì các bạn sẽ thấy cái phần mềm Kai Smarter chúng ta vừa mới tải nè. Đó bây giờ các bạn chỉ việc nhấp hai lần vào cái ứng dụng này. Đó là nó sẽ tự động cài đặt cho chúng ta nè. Y như trên điện thoại đấy chứ không khác gì chứ. Rất là đơn giản. Rồi xong cài đặt xong rồi. Giờ chúng ta sẽ mở lên thôi. Đó các bạn cho phép. OK nó vào cái dự án của chúng ta hồi nãy nè đó đây là video con ngựa hồi nãy nè đó các bạn thấy giờ cái logo không còn nữa rồi đó thì giờ các bạn cứ chỉnh sửa y như trên điện thoại thôi trên máy tính thì chúng ta thao tác nó dễ dàng hơn ở cái khung này các bạn có thể nhấp vào cái góc này nè đó để các bạn kéo to nhỏ tùy ý hoặc là các bạn có thể nhấp vào cái ô vuông chỗ này để chúng ta toàn màn hình luôn và bây giờ chúng ta sẽ xuất video ra luôn đó các bạn có thể xuất 4K, Full HD. Đó ví dụ bây giờ hệ tâm sẽ xuất Full HD. Ok, nhấp vào đây. Rồi, chờ 30 giây là xong. Và chúng ta đã xuất xong, rất là nhanh chóng. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần trang chủ nè. Các bạn sẽ mở thư mục của chúng ta ra. Đó, trình quản lý nè, các bạn nhấp vào đây. Thì cái file video nào mà các bạn bỏ vào cái phần mềm này thì nó sẽ nằm ở đây. Đó, nãy hệ tâm bỏ hai cái video vào đây, hai video con ngựa nè. Còn cái video mà chúng ta xuất ra các bạn sẽ nhấp vào cái chữ này Xong các bạn sẽ nhấp vào cái phần k master nè Đó các bạn nhấp vào đây Và đây là cái video chúng ta vừa xuất ra lúc nãy Và bây giờ các bạn muốn đưa cái video này về máy tính thì rất là đơn giản các bạn chỉ việc nhấp dính con chuột vào Xong các bạn nhấp vào xuất vào Windows nè đó thì cái thư mục nó sẽ hiện lên bây giờ các bạn muốn cái video nó nằm ở thư mục nào thì các bạn chỉ việc chọn thôi vô hãy tâm chọn cái thư mục video nè và các bạn có thể đặt tên cho nó nè video con ngựa ok đó xong các bạn nhấn lưu rồi như vậy là xong bây giờ các bạn sẽ mở cái thư mục lên và nhấp vào cái phần video nè thì các bạn sẽ thấy cái video con ngựa ok nè quá đơn giản phải không nào đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thầy tầm nhé còn bây giờ thì Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo, <laughs> tiếp theo. xin chào